Các bạn đang nghe podcast kênh Safe Space, chia sẻ tư duy về cuộc sống. Ngày xưa có một ngôi chùa nổi tiếng vì cất giữ một chuỗi hạt mà Phật Tổ từng mang. Chỉ có vị trụ trì già và 7 đệ tử trong chùa biết nơi thờ chuỗi hạt này. 7 đệ tử đều rất có tiềm năng, nên trụ trì nghĩ rằng truyền lại áo cà sa cho bất kỳ ai trong số họ cũng đều có thể làm rạng rỡ Phật Pháp. Không ngờ chuỗi hạt đột nhiên biến mất. Trụ trì hỏi 7 đệ tử ai đã lấy chuỗi hạt, chỉ cần trả lại, ta sẽ không truy cứu và Phật tọa cũng sẽ không trách phạt. Nhưng tất cả đều lắc đầu. 7 ngày trôi qua, chuỗi hạt vẫn không biết đi đâu. Trụ trì lại nói chỉ cần thừa nhận chuỗi hạt sẽ thuộc về người đó. Nhưng sau 3 ngày nữa vẫn không ai thừa nhận, trụ trì rất buồn nói. Ngày mai các con hãy xuống núi xem ai lấy chuỗi hạt. Nếu muốn, có thể ở lại. Ngày hôm sau 6 đệ tử thu dọn hành lý, thở dài nhẹ nhõm và lần lượt rời đi. Chỉ có một đệ tử ở lại, trụ trì hỏi đệ tử đó chuỗi hạt đâu. Đệ tử trả lời, con không lấy. Trụ trì hỏi, vậy sao con ở lại để chịu tiếng trộm cắp? Đệ tử trả lời, những ngày qua chúng con nghi ngờ lẫn nhau. Nếu có người đứng ra, người khác mới được giải thoát và lại chuỗi hạt có mất. Phật vẫn còn. Trụ trì nghe xong liền nở một nụ cười và lấy chuỗi hạt từ trong áo ra, đặt vào tay đệ tử. Câu chuyện này khiến tôi suy ngẫm rất lâu. Không phải mọi chuyện đều cần giải thích rõ ràng. Điều quan trọng hơn là khả năng chịu trách nhiệm hành động, giải quyết, chuyển đổi, thay đổi và suy nghĩ cho người khác. Đó chính là Pháp. Người hiểu bạn không cần giải thích. Người không hiểu thì giải thích cũng vô ích. Đó không chỉ là một cảnh giới mà còn là một trí tuệ lớn.